Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cành mai rất là đẹp này. Hãy cùng tô với mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn tô tiếp nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.